Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn Toán lớp 5. Mời các em mở sách giáo khoa của môn Toán lớp 5, trang 61-62, bài luyện tập trung. Đầu tiên, các em làm bài tập số 1, đặt tính rồi tính. A nhỏ, 375,86 cộng với 29,05 bằng bao nhiêu? Đây là phép cộng giữa hai số thập phân. Các em đặt tính và thực hiện phép tính như sau. 375,86 cộng với 29,05. Các em nhớ đặt tính sao cho số hạng thứ hai dưới số hạng thứ nhất và các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng phải thẳng cột với nhau. Dấu phẩy của hai số hạng cũng phải thẳng cột với nhau. Bây giờ các em cộng từ bên phải sang bên trái. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 8 cộng 0 bằng 8, thêm 1 là 9, viết 9. Dấu phẩy của tổng, các em viết thẳng cột với dấu phẩy của hai số hạng. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9, thêm 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, viết 4. Như vậy, kết quả bằng 404,91. Tiếp theo, các em sang câu B. 80,475 trừ đi 26,827 bằng bao nhiêu? Phép trừ giữa hai số thập phân. Các em đặt tính và thực hiện phép tính. Các em nhớ đặt tính sao cho số trừ dưới số bị trừ và các chữ số trong cùng một hàng của số bị trừ và số trừ phải thẳng cột với nhau. Bây giờ các em trừ từ bên phải sang bên trái. 5 không trừ được 7, lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1. Lấy 2 thêm 1 là 3 và lấy 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. Dấu phẩy của hiệu các em viết thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Tiếp theo là các em lấy 6 thêm 1 là 7 và lấy 0 trừ 7. 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. Tiếp theo là các em lấy 2 thêm 1 là 3 và lấy 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. Như vậy kết quả bằng 53,648. Bây giờ mời các em sang câu C. 48,16 nhân với 3,4, phép nhân một số thập phân với một số thập phân. Đầu tiên, các em nhân như nhân các số tự nhiên. Sau đó các em xử lý dấu phẩy sau. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 2 là 6, viết 6. 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 x 4 là 16, thêm 3 là 19, viết 19. Tiếp theo các em lấy 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 là 4, viết 4. 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 4 bằng 12, thêm 2 là 14, viết 14. 4 hạ 4, 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 là 7, viết 7. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 là 6, viết 6. 1 các em hạ xuống. Bây giờ các em sẽ xử lý dấu phẩy như sau. Thừa số thứ nhất ở phần thập phân có 2 chữ số. Thừa số thứ hai ở phần thập phân có 1 chữ số. Như vậy cả 2 thừa số ở phần thập phân có tất cả là 3 chữ số. 2 cộng 1 bằng 3. Do đó các em dùng dấu phẩy tách ở tích cho 3 chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy, kết quả cuối cùng bằng 163,744. 163,744. Bây giờ mời các em sang bài tập số 2 tính nhẩm. A nhỏ, 78,29 x 10. Khi nhân một số thập phân với 10, các em chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy
của số thập phân đó sang bên phải một chữ số và các em được kết quả bằng 782,9, cũng là số 78,29 nhân với 0,1. Khi nhân một số thập phân với 0,1, các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang bên trái một chữ số. Khác với 10, 10 là sang bên phải, còn 0,1 là sang bên trái. Như vậy, các em dịch chuyển dấu phẩy của số 78,29 sang bên trái một chữ số, các em được kết quả bằng 7,829. B nhỏ 265,307 nhân với 100. Nhân với 100, các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải hai chữ số. Và các em được kết quả bằng 26.530,7. Tiếp theo cũng là số 265,307 nhân với 0,01. Nhân với 0,01 thì các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số. Các em nhớ là nhân với 100 thì dịch chuyển sang bên phải, còn nhân với 0,01 thì các em dịch chuyển sang bên trái. Bây giờ các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số. Các em được kết quả bằng 2,65307, 2,65307. Tiếp theo mà các em sang câu C là 0,68 nhân với 10. Nhân với 10, khi nhân một số thập phân với 10, các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một chữ số và các em được kết quả bằng 6,8. Dịch chuyển dấu phẩy của số 0,68 sang bên phải một chữ số, các em được kết quả là 6,8. 0,68 nhân với 0,1. Nhân với 0,1 thì các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một chữ số, các em được kết quả bằng 0,068. Tiếp theo mà các em sang bài tập số 3. Mua 5kg đường phải trả 38.500 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền? Các em nhớ là cùng loại có nghĩa là cùng một giá tiền. Đầu tiên, các em tóm tắt nội dung của bài toán. 5kg đường, 5kg trả là 38.500 đồng. Như vậy 3,5kg, 3,5 bé hơn 5, như vậy chắc chắn là sẽ trả ít tiền hơn. Và người ta cụ thể người ta hỏi là ít hơn bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồng. Thì để giải bài toán này, các em sẽ giải như sau. Đầu tiên các em phải tính giá tiền phải trả khi mua 1kg là bao nhiêu tiền. Mua 1kg đường phải trả số tiền là 5kg trả 38.500 đồng. Như vậy 1kg phải trả số tiền là 38.500. Các em chia đều cho 5. 38.500 chia 5 bằng 7.700 đồng. 1kg đường giá 7.700 đồng. Tiếp theo các em nhận thấy là 3,5 ít hơn 5kg là 5 trừ 3,5 bằng 1,5kg. Như vậy để tính xem mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền thì các em chỉ cần tính giá tiền của 1,5kg đường. Mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là 7.700 là giá 1kg. Như vậy 1,5kg thì các em lấy 7.700 nhân 1,5 bằng 11.550 đồng. Và ở đây các em có đáp số là 11.550 đồng. Và ở đây các em có thể giải bài toán theo cách thứ hai. Đầu tiên các em cũng tính giá tiền phải trả khi mua 1kg đường là bao nhiêu tiền. Mua 1kg đường phải trả số tiền là 38.500 chia 5 bằng 7.700 đồng. Như vậy mua 3,5kg đường phải trả số tiền là 7.700 nhân với 3,5 bằng 26.950 đồng. Như vậy bây giờ các em sẽ tính được là mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là. Các em lấy 38.500 đồng là số tiền để mua 5kg đường, trừ đi 26.950
là số tiền phải trả khi mua 3,5 kg đường và các em được kết quả bằng 11.550 đồng. Như vậy các em có đáp số là 11.550 đồng. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 4 câu A, tính rồi so sánh giá trị của mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C và A nhân C cộng B nhân C. Đầu tiên, các em có một bảng gồm cột thứ nhất là các giá trị của số A, cột thứ hai là các giá trị của số B, cột thứ ba là các giá trị của số C và cột thứ tư các em tính mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C. Cột thứ năm các em tính A nhân C cộng B nhân C. Đầu tiên A bằng 2,4, B bằng 3,8 và C bằng 1,2. Như vậy các em có mở ngoặc A cộng B 2,4 cộng 3,8 đóng ngoặc nhân C, tức là nhân với 1,2. Ở đây biểu thức có dấu ngoặc, như vậy em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước, lấy 2,4 cộng 3,8 bằng 6,2. Sau đó các em mới lấy 6,2 nhân 1,2 bằng 7,44. Tiếp theo là A nhân C, tức là 2,4 nhân với 1,2 cộng B nhân C, tức là cộng với 3,8 nhân 1,2. 2,4 nhân 1,2 bằng 2,88. 3,8 nhân 1,2 bằng 4,56. Bây giờ các em lấy 2,88 cộng với 4,56, các em cũng được kết quả bằng 7,44. Như vậy hai kết quả, các em nhận thấy là hai kết quả của hai phép tính bằng nhau. Tiếp theo là A bằng 6,5, B bằng 2,7, C bằng 0,8. Như vậy các em có mở ngoặc A cộng B 6,5 cộng 2,7 đóng ngoặc nhân C nhân 0,8. Đầu tiên em lấy 6,5 cộng 2,7 bằng 9,2. Sau đó lấy 9,2 nhân với 0,8 bằng 7,36. Tiếp theo là A nhân C, tức là 6,5 nhân với 0,8 cộng với B nhân C, tức là cộng với 2,7 nhân 0,8. 6,5 nhân 0,8 bằng 5,2 cộng với 2,7 nhân với 0,8 bằng 2,16. Bây giờ các em lấy 5,2 cộng với 2,16, các em cũng được kết quả bằng 7,36. Một lần nữa các em có kết quả của hai phép tính bằng nhau. Như vậy qua bài tập số 4 câu A, các em rút ra nhận xét như sau: mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C bằng A nhân C cộng B nhân C. Mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C, đây chính là phép nhân một tổng với một số. Muốn nhân một tổng với một số, các em lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó, sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Ứng dụng câu A, các em làm câu B, tính bằng cách thuận tiện nhất. Ở đây các em áp dụng kết quả của câu A để các em tính cho câu B. 9,3 nhân 6,7 cộng với 9,3 nhân với 3,3 bằng bao nhiêu? Thì như vậy phép tính có dạng là C nhân A cộng C nhân B. Ở đây C là bằng 9,3, còn A là 6,7, B là 3,3. Như vậy các em sẽ áp dụng kết quả của câu A, các em có là C là 9,3 nhân với mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc 6,7 cộng với 3,3 đóng ngoặc. 6,7 cộng với 3,3, các em có 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9 thêm 1 là 10. Tức là 6,7 cộng với 3,3 bằng 10,0. 10,0 bằng 10. Như vậy các em có 9,3 nhân 10. 9,3 nhân với 10, các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một chữ số, các em được kết quả bằng 93. Tiếp theo, các em thực hiện phép tính 7,8 nhân với 0,35 cộng với 0,35 nhân với 2,2. Ở đây các em viết lại phép tính bằng 7,8 nhân với 0,35. Thì 0,35 nhân với 2,2, áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân các số thập phân. Thì 0,35 nhân với 2,2 bằng 2,2 nhân với 0,35. Các em viết như thế này để cho nó có dạng A nhân C cộng B nhân C thì sẽ bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C. Tức là các em có mở ngoặc 7,8 cộng với 2,2 đóng ngoặc, sau đó nhân với 0,35. 7,8 cộng với 2,2 bằng 10. Như vậy các em có kết quả bằng 10 nhân với 0,35. 10 nhân 0,35 bằng 0,35 nhân 10. Như vậy các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một chữ số và các em được kết quả bằng 3,5.
Thì như vậy, video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.